Thời tiết Việt Trì ngày hôm nay cũng rất đẹp. Nó khác với hai ngày trước đó, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Nepal đã phải thi đấu với một mặt sân hơi ẩm ướt sau những cơn mưa to. Ngày hôm nay thì mọi thứ gần như là hoàn hảo và đã sẵn sàng để chúng ta được thưởng thức một trận đấu đỉnh cao của lứa tuổi U17. Theo danh sách đăng ký của các cầu thủ U16, U17 Thái Lan thì họ đăng ký tới 5 cầu thủ phòng ngự. Có rất có thể đó cũng sẽ là những toan tính của huấn luyện viên Pipo Onmo trong trận đấu ngày hôm nay. Huấn luyện viên của đội U17 Thái Lan, Pipo Onmo, từng là tuyển thủ quốc gia Thái Lan, cũng không phải là một nhân vật quá nổi bật. Trận đấu đã bắt đầu và ngay ở pha bóng đầu tiên, Thái Lan, đội bóng cần một chiến thắng để khẳng định vị trí số 1 của bảng đấu này, đã tràn sang phần sân của U17 Việt Nam và thực hiện tình huống tấn công. Trong đội hình của U17 Thái Lan có những nhân tố khá quan trọng như cầu thủ màu số 13 Sarawat và tiền đạo màu số 9 Totawan. Đây là Phan Văn Thành, gương mặt mới của U17 Việt Nam ở giải đấu này, trung vệ đến từ U17 Sông Lam Nghệ An. Phan Văn Thành có thể hình tốt và trong những trận đấu đã qua thì em cũng đã chơi khá ổn định. Đức Thiện, Tisanu, Tanakris. Lúc này bộ đôi tiền vệ trung tâm của các cầu thủ U17 Thái Lan đang là số 6 đội trưởng Pacharapon và số 8 Siwat. Cánh phải là Chanason. Người đã cắt được đường truyền vừa rồi của U17 Thái Lan là Vi Đình Thượng, một trong những cầu thủ đã chơi rất hay trong chiến thắng 5-0 trước U17 Nepal. Vi Đình Thượng, đường truyền lỡ nhịp Lê Phát. Lê Phát đã được nghỉ hoàn toàn trong trận đấu ở lượt đấu thứ hai gặp U17 Nepal sau màn trình diễn chói sáng trong cuộc đối đầu với U17 Đài Bắc Trung Hoa, thì Lê Phát đã trở thành một hiện tượng trên mạng xã hội. Cầu thủ sinh năm 2007 đến từ Đắk Nông đã trình diễn một phong độ xuất sắc trong trận đấu đó và ngay lập tức Lê Phát đã nhận được rất nhiều những sự quan tâm đến từ báo giới cũng như là người hâm mộ. Đây là ông Pipo Onmo, huấn luyện viên trưởng của U17 Thái Lan. Trước trận đấu này thì ông Pipo Onmo cũng đã đánh giá rất cao U17 Việt Nam và cũng chia sẻ rằng đây sẽ là một trận đấu khó khăn dành cho các cầu thủ trẻ của U17 Thái Lan. Người thực hiện quả đá phạt này như thường lệ vẫn là Sarayat. Sarayat số 13 có những quả tạt, có những cú đá phạt rất khó chịu bằng chân trái dọc theo hành lang cánh trái theo hướng tấn công của U17 Thái Lan. Đến thời điểm này thì U17 Việt Nam chưa để lọt lưới một bàn thua nào trong chiến dịch vòng loại U17 châu Á lần này. Sarayas rất nguy hiểm, người đá bóng là Đình Hải. Một cú đá tầm xa của U17 Thái Lan. Thái Lan đang nhập cuộc chủ động và tốt hơn so với U17 Việt Nam. Họ là đội bóng cần thắng và đang tỏ rõ quyết tâm. Chanason và tranh chấp rất quyết liệt của Vi Đình Thượng. Tình huống phá bóng vừa rồi là của Jerapong. Quốc Trung, ngày hôm nay thì Quốc Trung đã trở lại với đội hình chính sau một trận đấu phải vắng mặt. Nhìn lỗi việt vị rất rõ, chắc là việt vị phải đến 3 mét của con Ta Quân. Chúng ta cũng đã biết vòng chung kết U10 châu Á sẽ có 16 đội bóng và lúc này đang là thời điểm diễn ra các trận đấu ở vòng loại. AFC đã chia các đội bóng thành 10 bảng với rất nhiều những số lượng đội bóng khác nhau.
có bảng thì 3 đội, nhưng có bảng lại có tới 5 đội. Lê Phát. Trận đấu trước thì Vi Đình Thượng và Lê Đình Long Vũ là bộ đôi đã chơi rất ăn ý trong những tình huống tấn công dọc theo hướng cánh trái. Ngày hôm nay thì Lê Đình Long Vũ đang được đẩy sang cánh phải, và người đang chơi cùng với Vi Đình Thượng lúc này là Nguyễn Lê Phát, chàng trai đến từ Đắk Nông. Chana Son. Trong số 6 bàn thắng của U7 Thái Lan ở vòng loại năm nay thì cầu thủ Ma Su Chín Tôn Ta Wan đã ghi được 4 bàn. Hai bàn còn lại thuộc về tiền vệ Ma Su 7 Thanak Chris 1 bàn, và người còn lại là Phong Phách, người cũng thường xuyên đá chính trong hai trận đấu trước nhưng trận đấu này đang xuất hiện trên bàn ghế dự bị. Vi Đình Thượng trận đấu gặp U7 Nepal thì Vi Đình Thượng đã có một bàn thắng rất đẹp, đó là tình huống solo. Lê Phát. Đức Thiện vẫn chưa có được một tình huống xử lý tốt. Tình huống đột phá quá đơn giản của Virakhan. Lê Phát. Quốc Trung. Công Phương để mất bóng nguy hiểm. Công Phương đã để mất bóng vào chân của Siwat Pacharapon. Chana Son. Đội bóng hoa xanh đang là đội bóng có khả năng kiểm soát bóng tốt hơn. Tanak Chris. Quả tạt của Chana Labon nhưng có vẻ như cũng đã có lỗi việt vị của Tôn Ta Wan. Vừa rồi là một tình huống thu vào phòng ngự tuyến nghiêng khá hay của Phùng Văn Nam. Phùng Văn Nam vốn dĩ là một tiền đạo. Nam đã có những sự lúng túng nhất định trong trận đấu gặp U7 Đá Bắc Trung 3. Nhưng ở trận đấu gặp U7 Nepal thì Phùng Văn Nam đã cải thiện khá tốt khả năng phòng ngự của mình. Vẫn là Saraiwas. Quả treo bóng rất khó chịu. Vẫn là một tình huống băng ra đấm bóng chính xác của Phạm Đình Hải. Phạm Đình Hải đang cho thấy được sự tự tin. Đình Hải chính là thủ môn số 1 của U16 Việt Nam tại chiến dịch vô địch U16 Đông Nam Á diễn ra cách đây 2 tháng. Vi Đình Thượng. Đường chuyền khá hay. Rất tiếc là Jerapong đã chọn vị trí và xử lý chính xác. Đức Thiện. Ngày hôm nay sự xuất hiện của Đức Thiện chơi cao nhất trên hàng tấn công để thay thế cho Bùi Hoàng Sơn cũng là một sự bất ngờ. Lê Phát rất hay, qua người cực ngọt. Đức Thiện dứt điểm. Không được, chưa phải là một tình huống dứt điểm thực sự tốt của Đức Thiện. Trước đó là một tình huống khống chế bóng bước một và qua người rất hay của Lê Phát. Quốc Trung. Nguy hiểm. Phan Văn Thành. Quốc Trung. Thái Lan đang chơi rất tự tin và có những tình huống kiểm soát bóng cũng như là triển khai tấn công tương đối mạch lạc. Đó là tình huống xử lý của Surachai. Rất tốc độ. Tôn Ta Wan tuyến hai. Tanak Chris nguy hiểm. Không được, đó là tình huống dứt điểm không tốt của Tanak Chris, người cũng được mệnh danh là Messi trẻ của bóng đá Thái Lan. Các bạn thân mến, chúng ta đang được theo dõi trận đấu được đánh giá là trận đấu chung kết của bảng F vòng loại U17 châu Á. Trận đấu giữa đội chủ nhà U17 Việt Nam và U17 Thái Lan. Lúc này thì U17 Việt Nam đang có được ưu thế về mặt hiệu số bàn thắng bàn thua so với đối thủ. Đức Thiện. Pha
và xử lý có phần cứng nhắc của trọng tài Mohamed khi mà Đức Thiện đang cầu bóng và có lợi thế trong việc tổ chức tấn công. Hai trận đấu trước đó với Đài Bắc Trung Hoa và U7 Nepal thì U7 Việt Nam đều có được những bàn thắng ở những thời điểm khá sớm của hiệp 1. Trận đấu với Đài Bắc Trung Hoa thì là bàn thắng của Bùi Hoàng Sơn ở phút thứ 17, và trận thắng Nepal thì là bàn thắng của Công Phương ở phút thứ 8. Bây giờ đang là thứ 10, hy vọng rằng chúng ta sẽ có được bàn thắng mở tỷ số. Không được. Tuyến 2 đã rất căng vì không trúng đích. Có vẻ như U7 Việt Nam sẽ được hưởng một quả phạt góc. Người đã dứt điểm trong pha bóng vừa rồi là Phạm Nguyễn Quốc Trung. Quốc Trung đang thuộc biên chế của đội U7 Sông Lam Nghệ An. Ở Sông Lam Nghệ An thì Quốc Trung cũng là một trong những cầu thủ rất nổi bật, đã từng thi đấu rất thành công trong những màu áo của U11, U13, U15. Vi Đình Thượng. Đó là tình huống băng ra hợp lý của Tisanu. Người thực hiện quả phạt góc thứ hai bên phía hành lang cánh phải cho U7 Việt Nam là Phùng Văn Nam. Nguy hiểm, không được. Rồi là một tình huống cắt mặt đánh đầu khá hay của các cầu thủ U7 Việt Nam, và xử lý không tốt của Phan Văn Thành. Việt vị quá sâu, không hiểu tiền đạo của U7 Thái Lan nghĩ gì khi mà chọn vị trí đứng dưới hàng phòng ngự của U7 Việt Nam khoảng 5m. Người đã rơi vào vị trí việt vị trong tình huống vừa rồi là Tarak Chris. Huấn luyện viên Pipop Omo đã nghe tức nhắc nhở các cầu thủ dự bị. Đức Thiện, Công Phương, không chơi bóng, chuyển đổi hướng khá hay của Công Phương. Nhưng người đã giành được bóng trong pha bóng vừa rồi là Pacharapon, rất tự tin. Charason, cắt bóng hay của Vi Đình Thượng. Rất tiếc là Vi Đình Thượng đã phạm lỗi với Thana Chris. Vi Đình Thượng là một trong những cầu thủ đã thi đấu hay nhất của U7 Việt Nam trong cuộc đối đầu với U7 Đài Bắc Trung Hoa. Xin lỗi, U7 Nepal. Trận đấu mà Vi Đình Thượng đã trực tiếp ghi một bàn và đã khoan phá cánh trái của đối thủ một cách toàn diện, với rất nhiều những tình huống lên bóng nguy hiểm. Vừa rồi là lỗi kỹ thuật của Quốc Trung. Totawan. Totawan đang chơi khá tự do và người đang chơi cao nhất trên hàng tấn công của U7 Thái Lan là Chris Takhan. Cắt bóng hay, không việt vị. Rất tiếc là đã có lỗi việt vị của Lê Đình Long Vũ. Một tình huống có phần nhạy cảm. Trợ lý số 2 cùng Haman đến từ Singapore không việt vị. Đây là lỗi của trợ lý trọng tài thứ hai, ông Haman người Singapore. Cảm nhận ban đầu của tôi cũng là không việt vị. Đó là tình huống mà Lê Đình Long Vũ đã sử dụng tốc độ và băng rất nhanh. Vòng loại bảng F cũng đã chứng kiến khá nhiều những sai sót đến từ tổ trọng tài. Tuy nhiên thì do trình độ giữa U7 Việt Nam và U7 Thái Lan rất khác biệt so với U7 Đài Bắc Trung Hoa và U7 Nepal, thế nên nhiều quyết định sai của trọng tài chưa ảnh hưởng đến kết quả của trận đấu. Nhưng ngày hôm nay đây sẽ là một trận đấu cân tài cân sức, và rất có thể những quyết định của trọng tài cũng sẽ ảnh hưởng khá nhiều. Vừa rồi là tình huống đột phá khá hay của Surachai. Vẫn là Surachai. Tana Chris, Vi Đình Thượng. Quốc Trung.
Công Phường cùng Vân Nam. Đường chuyền hay, Lê Đình Lang Vũ, tốc độ của Lê Đình Lang Vũ. Quả tạt hơi mạnh so với vị trí của Đức Thiện. Đức Thiện cũng đã chưa có được sự nhạy cảm trong việc chọn vị trí trong tình huống vừa rồi. Cú qua người rất hay của Tara Chris, nhưng ngay sau đó là tình huống cắt bóng hay của Trung Nguyên. Trận đấu đang diễn ra một cách sôi nổi, hai đội chơi đôi công ăn miếng trả miếng. Đức Thiện đường chuyền có thể nói là quá lộ của Đức Thiện. Pha xử lý tốt của Trung Nguyên. Hôm nay thì Trung Nguyên đã nhập cuộc một cách đầy tự tin và số 19 của U17 Việt Nam đang chơi tốt. Còn vừa rồi là một pha bóng mà Đình Hải đã băng ra tương đối mạo hiểm. Pacharapon, Chris Khan, Quốc Trung, Công Phương. Rất nhiều những đường chuyền hỏng đến từ các tiền vệ của đội bóng áo đỏ. U17 Việt Nam đang có dấu hiệu tâm lý, họ chơi không hay và không thanh thoát như thường lệ. Lê Phát, vẫn là Lê Phát với những tình huống xử lý rất kỹ thuật. Lê Phát, cú đá quá nhẹ, cú đá quá nhẹ của Lê Phát và thủ thành Tisanu đã di chuyển trước và bắt bài. Một pha xử lý cá nhân và độc lập khá ổn của Lê Phát. Nhưng thực ra mà nói, nếu như sau khi đột phá và thực hiện đường chuyền xẻ nách cho Vi Đình Thượng thì mới là một tình huống tốt hơn. Sau khi liên tục thực hiện những tình huống đột phá, những tình huống va chạm thì Lê Phát đã không còn giữ được nền tảng thể lực tốt. Và cú dứt điểm của anh quá hiền, quá lành. Nhưng dù sao thì kỹ năng xử lý bóng của một cầu thủ năm nay mới có 15 tuổi cũng là rất đáng khen trong pha bóng vừa rồi. Còn đây là tình huống tranh chấp giữa hai người đội trưởng, hai số 6 của hai đội, Pacharapon và Công Phương. Rất nhiều người vẫn đang lầm tưởng Công Phương là em trai của Công Phượng, nhưng hoàn toàn không có sự liên hệ nào giữa hai cầu thủ này. Nguyễn Công Phương quê ở Hải Dương và là cầu thủ đến từ trung tâm đào tạo bóng đá Viettel. Bắt đầu từ hành trình U16 Đông Nam Á đến bây giờ thì Công Phương luôn là sự lựa chọn tin cậy nhất của huấn luyện viên Quốc Tuấn cũng như trưởng đoàn Hoàng Tuấn ở khu vực giữa sân. Một cầu thủ có khả năng chơi bao sân và có khả năng dẫn dắt đồng đội tương đối tốt. Các cầu thủ Thái Lan đang cho thấy được sự nhanh nhẹn và khéo léo, rất nguy hiểm. Đối mặt, đó là một pha băng già quá hay của Đình Hải và đó là sai lầm đến từ Phùng Văn Nam. Phùng Văn Nam đã mắc lỗi vị trí nghiêm trọng trong tình huống tấn công vừa rồi của Thái Lan. Rất may là Đình Hải đã phán đoán và băng già và cũng đã có lỗi việt vị của Surachai, nhưng đó là một pha bóng mà trợ lý số 1 đã bỏ qua. Nhưng đó sẽ là một đòn cảnh tỉnh dành cho U17 Việt Nam nếu như họ vẫn cứ thi đấu mất tập trung. Lê Phát, vẫn là Lê Phát. Tình huống phạm lỗi của trung vệ Tarak Chris và có cảm giác như là tình huống phạm lỗi vừa rồi ở trong khu vực 16m50 của đội tuyển U17 Thái Lan. Nhưng có lẽ là chúng ta chỉ có được một quả phạt trực tiếp ở vạch 16m50 mà thôi. Chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng này. Lê Phát đã có một chân đứng ở phía trong vòng cấm địa và một chân ở phía ngoài. Nhưng có vẻ như trong pha bóng vừa rồi thì tình huống phạm lỗi của Tana Chris đã đá vào chân ở bên phía ngoài khu vực cấm địa của người Thái Lan và chúng ta sẽ chỉ được hưởng một quả đá phạt trực tiếp thôi. Nhưng đây cũng sẽ là cơ hội rất lớn để các cầu thủ trẻ của chúng ta có được bàn thắng mở tỷ số. Một quả đá phạt trực tiếp ở một cự ly rất gần.
đây cũng sẽ là một tình huống đá phạt đòi hỏi các cầu thủ thực hiện sẽ phải có kỹ thuật rất tốt. Một cú đá thẳng hay một cú cứa bóng kỹ thuật đưa trái bóng lượn qua hàng rào của đối phương có vẻ như sẽ là một cú cứa lòng về phía góc xa của công Phương. Thì góc đá này nguy hiểm, tuyệt vời, vẫn là Công Phương. Công Phương là người mở tỷ số trong trận đấu bán kết U16 Việt Nam gặp U16 Thái Lan tại Đông Nam Á. Và bây giờ tiếp tục là Công Phương ghi bàn thắng mở tỷ số trong lần gặp lại đối thủ đại kinh địch của chúng ta. Bàn thắng rất quan trọng đến ở thời điểm phút thứ 20, thời điểm mà U10 Việt Nam chưa thực sự bắt nhịp tốt với trận đấu. Nhưng rất có thể với bàn thắng này, chúng ta sẽ giải tỏa được tâm lý nặng nề và các thủ trẻ U10 Việt Nam sẽ có quãng thời gian sau đó thăng hoa hơn. Cú đá phạt quá đẹp của Công Phương, rất đáng khen cho tình huống vừa rồi của số 6 bên phía đội tuyển U17 Việt Nam. Cách đây 2 ngày trong cuộc đối đầu với U17 Nepal, chúng ta hãy cùng xem lại siêu phẩm này. Cú đá cực kỳ kỹ thuật, cú đá căng, xoáy, bóng lượn qua hàng rào của U17 Thái Lan. Và thủ thành Tisanu chỉ biết đứng lặng yên và ngắm trái bóng bay vào lưới. Quá đẹp, không còn gì để có thể diễn tả về bàn thắng vừa rồi. Đó là một tình huống dứt điểm không dễ bởi vì cự ly gần, nó sẽ không có đủ quãng đường để đường đi của trái bóng có độ cong và độ xoáy quặp xuống. Nhưng vừa rồi là một pha bóng mà Công Phương đã thực hiện một cú đá căng, bóng đi ngay trên hàng rào của Thái Lan. Chanason Lê Phát, một phát tránh bóng rất hay. Nhưng vừa rồi lại là một tình huống xử lý hơi rườm rà của Lê Phát. Lê Phát cần phải rút kinh nghiệm. Nguy hiểm, rất nguy hiểm, không vào. Đó là sự tự tin thái quá của Đình Hải. Và suýt nữa Đình Hải đã phải trả giá. Chắc chắn là sau quãng nghỉ giữa giờ thì huấn luyện viên Quốc Tuấn đặc biệt là... Nhưng đây tiếp tục lại là một tình huống... Không, có lẽ cầu thủ đã băng lên là Surachai thì không ở vào vị trí việt vị. Cầu thủ đã ở vào vị trí việt vị là số 9 Tôn Ta Wan. May mắn cho Đình Hải và may mắn cho hàng phòng ngự của đội tuyển U17 Việt Nam là vua pha lưới của U17 Thái Lan Tôn Ta Wan đã có một tình huống dứt điểm quá hiền. Và đây là cách mà ban luyện điều chỉnh nhắc nhở về trạng thái tâm lý của Đình Hải. Đình Hải đang có sự hưng phấn quá mức. Pha bóng không có gì quá nguy hiểm nhưng Đình Hải đã vội vã băng ra và bỏ trống khung thành. Lê Đình Long Vũ, bên trong có Lê Phát và Đức Thiện. Đức Thiện làm gì đi? Chưa có được một tình huống xử lý thành công đến từ chân sút mang áo số 18 bên phía U17 Việt Nam. Các bạn thân mến, như vậy là trận đấu sớm diễn ra ngày hôm nay, cuộc đối đầu giữa U17 Đài Bắc Trung Hoa và U17 Nepal đã có kết quả là 3-2 nghiêng về phía U17 Đài Bắc Trung Hoa. Điều đó có nghĩa là những kết quả của U17 Việt Nam và U17 Thái Lan với Nepal sẽ bị loại bỏ vì một số bảng đấu của vòng loại U17 châu Á chỉ có 3 đội. Thế nên tất cả những kết quả của các trận đấu với đội bóng xếp thứ 4 và thứ 5 sẽ không được công nhận. Đó sẽ là một công thức tính toán rất phức tạp của vòng loại U17 năm nay. Và cách tính đơn giản nhất của U17 Việt Nam đó là chiến thắng và ngôi đầu bảng. Đức Thiện vẫn đang có những tình huống xử lý chưa thực sự tốt. Vi Đình Thượng, Trung Nguyên. So với Bùi Hoàng Sơn thì Đức Thiện nhỉnh hơn về tốc độ và khả năng càn lướt, khả năng băng cắt.
Bùi Hoàng Sơn thì lại thiên về kỹ thuật thông minh và khả năng làm tường tốt. Rất có thể Đức Thiện sẽ được sử dụng ở hiệp 1 và phần nào đó của hiệp 2 để càn lướt, để phá sức phòng ngự của Thái Lan. Và sau đó thì Bùi Hoàng Sơn sẽ được sử dụng. Lê Phát đường chuyền bước 1 quá hay và đường chuyền tuyệt vời. Lê Đình Lam Vũ ghi bàn đi. Lam Vũ tuyệt vời, 2-0 cho tuyển U17 Việt Nam. Quá dễ dàng, quá đẹp mắt. Và một lần nữa thần đồng bóng đá Việt Nam Lê Phát lại cho thấy được khả năng của mình với một pha xử lý siêu hạng, khống chế bước 1 và đường chuyền cực kỳ thông minh. Và cũng đặc biệt có lời khen cho Lê Đình Long Vũ với một tình huống di chuyển thông minh, phá bẫy Việt vị dùng tốc độ và sự bình tĩnh vượt qua thủ thành Tisamo và ghi bàn vào lưới trống. Hai bàn thắng quá đẹp của đội tuyển U17 Việt Nam. Và chúng ta đang rất gần với chiếc vé tham dự vòng chung kết U17 châu Á diễn ra vào năm 2023. Cho dù đây mới là phút thứ 25 của trận đấu, nhưng các cầu thủ U17 Việt Nam đang cho thấy được sự bình tĩnh, sự điềm tĩnh và niềm tin cũng đã trở lại. Những pha xử lý mượt mà hơn, những tình huống xử lý rất tự tin của Lê Đình Long Vũ hay Lê Phát. Một pha xử lý rất cơ bản của Lê Đình Long Vũ. Lê Đình Long Vũ cũng đã có được một giải đấu thành công, nhưng hàng phòng ngự của U17 Việt Nam cũng đang tạo ra những tiếng ồ trên sân Đồng Việt Trì. Sau giải đấu này thì có lẽ là nếu như đội tuyển Việt Nam bé tham dự vòng chung kết U17 châu Á thì ban luyện sẽ phải làm việc rất nhiều với hàng phòng ngự của U17 Việt Nam. Đức Thiện, quan điểm cá nhân tôi rất mong sẽ có một bàn thắng dành cho Đức Thiện trong trận đấu này. Phải khẳng định rằng Đức Thiện thi đấu chưa thực sự thành công trong những trận đấu đã qua, nhưng cũng nên nhớ rằng em mới có 16 tuổi và cũng đang ở lứa tuổi vừa học vừa trưởng thành. Điều đáng khen của Đức Thiện đó là không bỏ cuộc, vẫn luôn rất cố gắng, luôn nỗ lực phấn đấu trong từng thời điểm. Cầu thủ này thi đấu trên sân. Lê Phát bóng đi thẳng vào vị trí của thủ thành Tisano. Phát bóng quá hay của các cầu thủ Thái Lan. Đó là một trong những cách chơi tương đối hiện đại, một tình huống phát vô lê chính xác của thủ môn. Và các tiền đạo sẽ di chuyển rộng ra biên để nhận bóng. Vừa rồi thì pha phát bóng của Tisano chính xác đến từng cm. Rất tiếc là tình huống không chơi bóng sau đó của Vistakhan thì lại không tốt. Lê Đình Long Vũ vâng. Thưa quý vị, theo sự cập nhật của bình luận viên Quang Long thì ở trận đấu sớm giữa Đài Bắc Trung Hoa và U17 Nepal thì Đài Bắc Trung Hoa đã giành chiến thắng với tỷ số 4-2. Đó cũng đã phản ánh đúng chất lượng của hai đội bóng. Lê Phát vẫn luôn có những tình huống chạm bóng rất ưng ý, nhưng vừa rồi thì lại làm một đường chuyền hơi vội. Các bạn thân mến, các bạn đang được theo dõi trận đấu thuộc khuôn khổ vòng loại của bảng F U17 châu Á. Và chúng ta đang được chứng kiến trận đấu được đánh giá là trận đấu chung kết của vòng bảng giữa U17 Việt Nam và U17 Thái Lan. Vào thời điểm này, phút thứ 29 của trận đấu thì Việt Nam đang dẫn trước Thái Lan với tỷ số 2-0. Đây là trận đấu được tường thuật trực tiếp trên kênh On Sport News. Đây là một giải đấu mà
VTV Cup có được bản quyền duy nhất với những trận đấu được tường thuật trực tiếp trên các kênh sóng của hệ sinh thái thể thao VTV Cup. Như vậy là niềm hy vọng của bảy Thái Lan, Thanaquist được đánh giá là Messi trẻ của Thái Lan, đã buộc phải rời sân vì chấn thương. Đội vào sân là tiền vệ Pongpech. Các bạn thân mến, trận đấu giữa U7 Việt Nam và U7 Thái Lan không chỉ được tường thuật trực tiếp trên kênh Sport News mà còn được chúng tôi đang truyền tải trên nhiều những nền tảng khác nhau. Lúc này trên trang Facebook của Allsport, luồng livestream đang có 24.000 khán giả theo dõi trực tiếp, con số rất ấn tượng. Trong khi những trận đấu trước đó thì con số này hạn chế hơn khá nhiều. Ngoài ra thì trận đấu này cũng được tường thuật trực tiếp trên kênh YouTube của Allsport, trên kênh YouTube của Nextsport. Và chắc chắn tâm điểm của người hâm mộ Việt Nam lúc này là trận đấu mà chúng ta đang theo dõi, U17 Việt Nam và U17 Thái Lan. Đình Hải đã băng ra và xử lý rất an toàn, rất chắc chắn. Cầu thủ trẻ là như vậy, đôi khi có những sự bốc đồng, đôi khi có những sự thiếu kiểm soát. Và lúc đó thì chúng ta cần vai trò nhắc nhở của các huấn luyện viên. Hữu Trọng, Vi Đình Thượng. Hữu Trọng là một trong những cầu thủ hiếm hoi thi đấu full trận trong cả hai trận đấu trước đó với Đại học Trung Hoa và Nepal. Và bây giờ thì Hữu Trọng vẫn đang là chốt trận đáng tin cậy nhất ở hàng phòng ngự của U17 Việt Nam. Hữu Trọng là chàng trai đến từ U17 Sài Gòn, cũng là đội trưởng của U17 Sài Gòn, đã thi đấu rất hay tại vòng chung kết U17 quốc gia diễn ra tại Thành Long, thành phố Hồ Chí Minh. Vừa nhắc đến Hữu Trọng thì Hữu Trọng phạm lỗi và phải nhận thẻ vàng. Lúc này thì Hữu Trọng vẫn đang thuộc biên chế của U17 Năng Khiếu Thành phố Hồ Chí Minh. Và lúc này thì U17 Năng Khiếu Thành phố Hồ Chí Minh đang có sự kết hợp với Học viện Lyon. Và huấn luyện viên của Hữu Trọng lúc này là một huấn luyện viên người Pháp, ông David. Đây là Surachai, cầu thủ chạy cánh trái của U17 Thái Lan, người cũng đã thi đấu rất nỗ lực trong một phút đã qua. Bây giờ là một tình huống cao chân của Lê Phát. Tình huống va chạm giữa Lê Phát và hậu vệ bên phải của U17 Thái Lan Chanason. Son đang tỏ ra khá đau đớn. Người đã va chạm với Lê Phát trong pha bóng vừa rồi. Xin lỗi, người đã va chạm với Chanason trong pha bóng vừa rồi, Lê Phát. Tình huống mà Lê Phát đã ham bóng và cao chân
mũi giày của Lê Phát đã chạm vào mặt của Chana Son. Lê Phát là chàng trai đến từ Đắk Nông và cũng là niềm tự hào của quê hương Đắk Nông, gia nhập PVF từ khi còn rất nhỏ, ở lứa tuổi 10 và 11 tuổi. Lê Phát trúng tuyển PVF trong một đợt tuyển chọn tại trung tâm Thành Long, và sau khi gia nhập PVF thì ở năm đầu tiên Lê Phát đã được lại là một mỗi việt vị rất rõ nữa của cầu thủ U7 Thái Lan. Nhưng trước đó là một loạt những tình huống xử lý không tốt của U7 Việt Nam, đặc biệt là ngày hôm nay tiền vệ trung tâm Quốc Trung cũng đã chơi không thực sự hay. Người đã băng xuống sớm trong pha bóng vừa rồi là Tôn Ta Huân. Trung Nguyên, Công Phương. Công Phương vẫn đang thể hiện một đẳng cấp khác so với phần còn lại, với sự lì lợm và bản lĩnh trong những tình huống xử lý bóng, không quá vội vàng. Đường chuyền hay, Đức Thiện. Đức Thiện vẫn hơi được rụt rè trong những tình huống xử lý bóng. Lê Đình Long Vũ không được, sẽ chỉ có một tình huống đá phạt góc cho các thủ về Việt Nam mà thôi. Vừa rồi người đã nỗ lực dâng cao tấn công không phải là Đình Long Vũ mà là Phùng Văn Nam. Cũng chính Phùng Văn Nam sẽ là người thực hiện quả đá phạt góc này. Nguy hiểm, Hữu Trang. Rất tiếc là tình huống đánh đầu đập đất và đã giảm lực, nó trở nên đơn giản hơn nhiều. Và thủ thành Tisanu đã có được một pha xử lý an toàn. Hữu Trọng cũng là một trong những chuyên gia không chiến của U17 Việt Nam. Ở vòng chung kết U17 vừa rồi thì Hữu Trọng cũng đã có được một bàn thắng từ một tình huống đá phạt góc của U17 Sài Gòn. Công Phương, Phùng Văn Nam rất tự tin. Phùng Văn Nam pha bật tường rất hay. Vẫn là Văn Nam cố gắng lên, không được. Vừa rồi làm tình huống phối hợp chưa thực sự thành công giữa Văn Nam và Đức Thiện, nhưng đó là một pha phối hợp đáng khen của U7 Việt Nam. Ở những trận đấu trước đó với U7 Đài Bắc Trung Hoa hay U7 Nepal thì U7 Việt Nam thường xuyên chỉ triển khai những tình huống tấn công dọc theo hai biên, nhưng ngày hôm nay họ đã có được những sự sáng tạo với những tình huống tấn công trung lộ, với những đường truyền xé toang hàng phòng ngự giống như những gì mà Lê Phát đã thực hiện để Lê Đình Long Vũ bằng xuống ghi bàn. Như vậy là đến thời điểm này thì U7 Việt Nam đã có 3 chân sút ghi được 2 bàn, đó là Lê Phát, là Bùi Hoàng Sơn và Lê Đình Long Vũ. Tình huống phạm lỗi khá thô của cầu thủ mang áo số 8 bên phía Thái Lan là Siwat. Lúc này thì đã bắt đầu có những hạt mưa rơi xuống sân vận động Việt Trì. Khán giả cũng đã chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu này. Và thời điểm này thì thời tiết ở khu vực phía Bắc tương đối thất thường, lúc mưa lúc nắng. Nhưng có điểm mà chúng ta có thể yên tâm đó là chất lượng mặt sân Việt Trì cực tốt, khả năng thoát nước cũng rất ổn, sẽ không có quá nhiều khó khăn và khách quan cản trở các cầu thủ trẻ. Công Phương hơi thấp. Tuyến hai, Quốc Trung. Nguy hiểm, Đức Thiên vẫn không vào. Vẫn là một sự vô duyên đáng ngạc nhiên đến từ chân sút mang áo số 18 bên đội tuyển U17 Việt Nam. May mắn đã đưa trái bóng đến chân của Đức Thiện sau một tình huống dứt điểm không tốt của Quốc Trung. Thiện khống chế bước 1 hay, bước 2 hay. Và như vậy là có vẻ như đã có bàn thắng thứ 3 dành cho U7 Việt Nam từ một pha bóng mà chúng ta đang xem lại tình huống làm chậm. Ai sẽ là người ghi bàn đây? Hy vọng là Đức Thiện. Rất mong có bàn thắng cho Đức Thiện để có thể giải tỏa được áp lực dành cho cầu thủ này sau những ngày vừa qua. Chúng ta sẽ cùng chờ để xem lại
Như vậy là loa ở sân Đồng Việt Trì đã thông báo là Phan Thành Đức Thiện đã có bàn thắng đầu tiên. Chúc mừng Đức Thiện. Một bàn thắng rất quan trọng đối với Đức Thiện và cả với ban luyện của tuyển U7 Việt Nam. Họ đã đúng khi đặt niềm tin vào cầu thủ này. Với những cầu thủ trẻ thì những bàn thắng là cực kỳ quan trọng. Và đây là pha xử lý rất đẳng cấp của Đức Thiện. Có vẻ như là mọi uất ức, mọi sự ức chế về mặt tâm lý đã được giải tỏa hết trong cú đá vừa rồi. Một tình huống vùng hết chân của Đức Thiện, dứt điểm rất căng bằng chân trái. Chúng ta nên nhớ rằng Đức Thiện là cầu thủ thuận chân phải, nhưng vừa rồi là một pha xử lý miễn chê bằng chân trái trên không thuận. Một cú đá căng quá khó đối với thủ thành Pisanu. Và thêm một lần nữa chúng ta thấy được dấu ấn pressing tầm cao của U17 Việt Nam ở giải đấu lần này. Đây đã là bàn thắng thứ hai, chính xác hơn là bàn thắng thứ ba của U17 Việt Nam khi họ chơi pressing tầm cao và giành bóng ngay ở khu vực 1/3 phần sân của đối phương. Trận đấu đầu tiên gặp Đài Bắc Trung Hoa, Lê Phát là người đã giành được bóng và băng xuống đối mặt với thủ môn của đối phương và nghiêng người cứa lòng ghi bàn theo kiểu Mbappe. Trận đấu thứ hai, Công Phương là người đã giành bóng khu vực phần sân đối phương và xông thẳng vào phòng ngự của U7 Nepal. Và sau đó thực hiện cú đá chìm bằng chân trái mở tỷ số trong trận đấu thứ hai của đội tuyển U7 Việt Nam. Và vừa rồi cũng là một pha bóng mà Đức Thiện đã chớp thời cơ rất nhanh, giành bóng trong phần sân của đối thủ và ngay sau đó thực hiện cú đá trái phá bằng chân trái. Bóng đi quá đẹp mắt, quá căng và hiểm, khiến cho thủ thành Pisanu chỉ biết vào lưới nhặt bóng mà thôi. Ngoài những dấu ấn về mặt chiến thuật như pressing tầm cao, triển khai tấn công cánh Lê Phát, Đức Thiện vẫn là Đức Thiện. Công Phương cánh ngang đã có lỗi của Đức Thiện trong tình huống tranh chấp vừa rồi và Công Phương đã bị nhắc nhở sau khi có còi rồi vẫn thực hiện cú đá. Durachai, Pacharapon, Charason. Lần này thì Phạm Đình Hải đã chọn điểm rơi và băng ra rất chính xác. Một trong những điểm mạnh của Đình Hải là sự tự tin và khả năng kiểm soát không gian tương đối tốt. Trận đấu đầu tiên thì thủ môn số 1 của đội tuyển U17 Việt Nam là Bảo Ngọc. Bảo Ngọc cũng đã chơi hay trong trận đấu đó và đặc biệt là xuất sắc trong những tình huống 1-1. Nhưng rất tiếc là trong một tình huống va chạm với tiền đạo của Đài Bắc Trung Hoa thì Bảo Ngọc đã bị chấn thương. Nguy hiểm! Lê Phát! Suýt nữa thì có bàn thắng thứ 4 dành cho U17 Việt Nam. Và đó là một tình huống chớp thời cơ rất nhanh của Lê Phát. Một pha di chuyển chéo cắt mặt sở trường của số 9. Bên phía U7 Việt Nam, chúng ta nhớ lại bàn thắng thứ 3 của đội tuyển U7 Việt Nam trong cuộc đối đầu với Đài Bắc Trung Hoa. Cũng là một tình huống mà Lê Phát đã băng cắt cột một, đánh đầu lái bóng, ghi bàn rất đẹp. Và vừa rồi là một pha bóng mà Lê Phát đã âm thầm di chuyển từ khu vực trung lộ, cắt mặt và dứt điểm. Nhưng rất tiếc là pha chạm bóng của Lê Phát lại đưa trái bóng đi chạy cột dọc. Thi đấu thứ 44 rồi và bây giờ thì lợi thế rất lớn đang thuộc về các cầu thủ U17 Việt Nam. Chúng ta đang hoàn toàn kiểm soát thế trận, chúng ta đang chơi hay và các cầu thủ cũng đã có được những tình huống phối hợp
mạch lạc, bàn thắng rất đẹp mắt. Tana Chris Totawan Sarayas Pongpek. Bây giờ chúng ta mới thấy Pongpek chạm bóng. Surachai, tình huống phòng ngự rất hay. Có vẻ như người đã cướp được bóng là Phùng Văn Nam. Công Phương, Công Phương hơi chậm. Tình huống mà Công Phương đã có phần chủ quan. There will be 2 minutes of added time. Kính thưa quý vị, thời gian bù giờ cho hiệp đấu đầu tiên này là 2 phút. Năm 2022 thì ở các giải trẻ, lứa tuổi trẻ thì các lứa U của Việt Nam đang chiếm lợi thế trước Thái Lan. Chúng ta đang bất bại trước các đội trẻ của Thái Lan ở nhiều cấp độ U16, U20, U19 quốc tế. Nhưng ngược lại, chúng ta đang gặp một thử thách rất lớn đến từ các đội trẻ của Indonesia. U16 Việt Nam thua U16 Indonesia trong cả hai lượt trận tại giải đấu U16 Đông Nam Á. U20 Việt Nam cũng đã thua U20 Indonesia trong cuộc cạnh tranh chiếc vé chính thức tham dự vòng chung kết U20 châu Á. Công Phương rất nhịp nhàng. Lê Phát đường chuyền hơi mạnh của Công Phương. Vi Đình Thượng thì chưa có được một tư thế sẵn sàng để nhận bóng. Mình bắt đầu đã nhìn thấy những tình huống phối hợp bật tường đập nhả ở khu vực trung lộ của U20 Việt Nam, điều mà họ không thực hiện thường xuyên trong hai trận đấu trước đó. Lê Phát, cú đá của Lê Phát đúng vào người của Lê Đình Nam Vũ, rồi lại làm tình huống dứt điểm từ xa của Phùng Văn Nam. Phán đoán và can thiệp tốt của Hữu Trọng. Charason, Lê Phát, vẫn là Lê Phát. Huống mà Lê Phát đã hơi ham bóng. Và đó cũng là tình huống cuối cùng của một hiệp đấu rất hấp dẫn với sự vượt trội nghiêng về phía U20 Việt Nam. Đội bóng của chúng ta có một chút hồi hộp ở phần đầu của hiệp đấu này, nhưng sau khi Công Phương mở tỷ số bằng một cú đá phạt trực tiếp quá đẹp mắt thì đó là thời điểm. Và sau đó thì U20 Việt Nam đã chơi thăng hoa, họ đã liên tục tấn công và đã có được những bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của Lê Đình Long Vũ và bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 của chân sút Đức Thiện. Một trận đấu hoàn hảo của U20 Việt Nam. Chỉ có ở phần sân nhà, đôi khi chúng ta cũng vẫn có những sự chệch nhoạc mà ban luyện cũng cần có sự nhắc nhở đối với thủ môn Phạm Đình Hải cũng như là các trung vệ như Hữu Trọng hay Trung Nguyên. Các thế bên, chúng ta sẽ cùng tạm nghỉ trong ít phút trước khi trở lại với hiệp 2 của trận đấu này và hy vọng rằng U20 Việt Nam sẽ không dừng lại, tiếp tục thi đấu hay và có thêm những bàn thắng. Các bạn khán giả của VTVK thân mến, chúng ta sẽ cùng trở lại với sân Đông Việt Trì và chuẩn bị đón xem hiệp 2 cuộc đối đầu giữa U20 Việt Nam và U20 Thái Lan. Hiệp 1 đã khép lại với những lợi thế gần như là tuyệt đối nghiêng về phía U20 Việt Nam. Có một chút lung túng ở những phút đầu tiên của hiệp đấu thôi, nhưng khi Công Phương đã có được bàn thắng mở tỷ số từ tình huống đá phạt trực tiếp rất đẹp mắt ngay ở vạch 16m50 thì lúc đó mọi thứ đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều với các cầu thủ U20 của chúng ta. U20 Việt Nam đã chơi hay, kiểm soát bóng và có những tình huống phối hợp rất đẹp mắt, rất tự tin. Và những bàn thắng sau đó của Lê Đình Long Vũ, của Đức Thiện đã đến như một sự tất yếu. Hiệp 1 đã khép lại với tỷ số 3-0 nghiêng về phía U17 Việt Nam với những bàn thắng của Công Phương, Lê Đình Long Vũ và bàn thắng đầu tiên của Đức Thiện, một bàn thắng rất đẹp mắt để có thể
giúp cho tiền đạo mang số 18 của tuyển U17 Việt Nam giải tỏa được những áp lực tâm lý mà em đã mắc phải trong những trận đấu vừa qua và sẽ thi đấu tốt hơn trong quãng thời gian sắp tới. Đó là về mặt trận tấn công. Và trận phòng ngự thì U17 Việt Nam cũng đã không phải gặp quá nhiều sức ép do U17 Thái Lan cũng đã không thể hiện được sức mạnh trong những tình huống dâng cao và tổ chức tấn công. Chỉ có một pha bóng duy nhất, đó là pha bóng mà thủ môn Đình Hải đã phán đoán rơi sai điểm rơi của trái bóng và mắc lỗi. May mắn cho đội tuyển U17 Việt Nam đó là số 9 vua phá lưới của U17 Thái, Tôn Tao Văn đã dứt điểm quá hiền. Churachai nguy hiểm, đó là tình huống phá bóng của Hữu Trọng. Rất may là tình huống dứt điểm sau đó của Charason, không phải, đó là của Phong Pech đã đi quá cao so với khung thành của Đinh Hải. Hiệp 2 thì U17 Thái Lan đã có một sự thay đổi người. Cầu thủ vào sân là tiền đạo mang áo số 18 Panathon. Panathon là một cầu thủ có thể hình tốt. Nếu như U17 Thái Lan đã có một sự thay đổi người thì U17 Việt Nam vẫn giữ nguyên một cái tên trong đường xuất phát. Vừa rồi thì Công Phương và Lê Đình Long Vũ đã không tìm thấy nhịp để phối hợp với nhau. Công Phương định chuyền bóng và di chuyển vào nách trung lộ, nhưng Lê Đình Long Vũ thì lại không chuyền ngay mà khựng lại một nhịp, do tình huống phối hợp sau đó của hai cầu thủ trở nên lạc nhịp. Người đã cắt bóng là Phùng Văn Nam. Lỗi của Văn Nam với tiền đạo mang số 10 Gritakhan. Hôm nay là một ngày mà U17 Thái Lan đã thi đấu khá tệ. Họ hoàn toàn lép vế trước sức mạnh của U17 chủ nhà Việt Nam. Không có những tình huống kiểm soát bóng tốt, không có những pha phối hợp ăn ý. Và những tình huống tấn công của U17 Thái Lan chủ yếu là những tình huống tự phát và đơn lẻ. Trong hiệp 1 thì tài năng trẻ của U17 Việt Nam Lê Phát đã có được một đường kiến tạo rất hay cho Lê Đình Long Vũ ghi bàn. Và ngoài ra thì Lê Phát cũng đã có một cơ hội tốt để có thể ghi bàn từ một tình huống di chuyển cắt mặt. Nhưng rất tiếc là tình huống đệm bóng cuối cùng của Lê Phát để đưa trái bóng đi chệch cột dọc. Nguy hiểm, Huy Hoát. Không có bàn thắng cho U17 Thái Lan nhưng đó là một tình huống cực kỳ nguy hiểm. Bóng đi sát sạt cột dọc bên phía tay phải của khung thành thủ môn Phạm Đình Hải chân giữ. Những tình huống phòng ngự thiếu quyết liệt ở bên phía hành lang cánh trái đã tạo điều kiện để U17 Thái Lan đưa được trái bóng vào khu vực trung lộ. Và ở đó thì tiền vệ trung tâm Siwat đã có được một tình huống không chế bóng và dứt điểm rất cơ bản. May mắn cho Đình Hải là trái bóng đi trên cột dọc. Lê Đình Long Vũ, người đã cắt bóng là Jerapong. Phùng Văn Nam, Lê Đình Long Vũ, Văn Nam để mất bóng nguy hiểm.
Công Phương rất tự tin. Đường chuyền hay, không có lỗi việt vị của Lê Đình Long Vũ. Không được. Đường chuyền căng ngang của Long Vũ đã chưa thực sự tốt, bóng đã không thể thoát được sự truy cản của các cầu thủ phòng ngự bên phía U7 Thái Lan. Quốc Trung, Long Vũ. Long Vũ đang chơi rất tích cực và năng nổ bên phía hành lang cánh phải. Ngày hôm nay thì hướng tấn công của U7 Việt Nam đã trở nên cân đối hơn khi mà Lê Đình Long Vũ dạt sang bên phải để kết hợp với Phùng Văn Nam. Những cầu thủ đến từ Lò Đào Tạo Sơn Lam Nghệ An có được những sự ăn ý tương đối tốt. Ban tổ chức khuyến cáo khán giả đến sân không hút thuốc lá, không hút rác ra sân, và đặc biệt các phóng viên ảnh không được phát hiện trên khu vực khán đài khi chưa được sự đồng ý của ban tổ chức. Pha can thiệp là của Vi Đình Thượng và đây là Lê Phát. Không chơi bóng rất bình tĩnh trước sức ép của các cầu thủ bên phía U7 Thái Lan. Lê Đình Long Vũ, người đã chuyển bóng cho Long Vũ là Công Phương. Long Vũ dứt điểm, không được. Rất tiếc là đã có hai cầu thủ bên phía U7 Việt Nam băng vào để dứt điểm cho tình huống vừa rồi là Lê Phát và Đức Thiện. Nhưng rất tiếc là đường chuyền của Long Vũ lại tìm đến một cầu thủ phòng ngự bên phía U7 Thái Lan. Liên tục là những tình huống tấn công nguy hiểm của U7 Việt Nam triển khai dọc theo bên phía biên phải với sự cơ động của Lê Đình Long Vũ. Công Phương cũng đang hoạt động khá nhiều ở bên phía nách phải để thực hiện những đường chuyền nguy hiểm. Một tình huống phòng ngự khá non của Phan Văn Thành. Thẻ vàng rút ra là chính xác và may mắn là đội tuyển U7 Việt Nam đã không phải nhận quả penalty trong pha bóng này. Đây là một pha bóng mà trọng tài hoàn toàn có thể thổi quả penalty cho U7 Thái Lan khi mà điểm phạm lỗi của Phan Văn Thành có vẻ như là nằm bên trong vạch. Tình huống phòng ngự khá non của trung vệ đến từ U7 Sông Lam Nghệ An. Bóng qua đầu và sau đó rất bị động trong tình huống tranh chấp với tiền đạo bên phía U7 Thái. Trong pha bóng vừa rồi thì cầu thủ tấn công bên phía U7 Thái Lan cũng đã có chạm đầu tiên rất hợp lý, sấn thẳng vào khu vực cấm địa của đối phương và bắt đối thủ phải phạm lỗi. Người thực hiện cú đá này sẽ là Chris Takhan. Có sự va chạm đến từ trung biên và phong phích Ristakhan. Đánh đầu giải nguy là Vi Đình Thượng. Nguy hiểm tuyến này. Rất may mắn cho U7 Việt Nam là cú đá của Ristakhan đi vào đúng vị trí mà Đình Hải đã chọn. Không hiểu sao đó không phải là một tình huống dứt điểm về phía góc xa. Pha xử lý quá hay của Công Phương, rất bình tĩnh và cực kỳ hợp lý. Lê Đình Long Vũ, đường chuyền hay. Đó là một tình huống lui về phòng ngự tốt của Phong Bách. Tôn Tao Văn, Surachai. Những phút đầu hiệp 2 thì U7 Thái Lan đang chơi quyết tâm và họ đang tạo ra được những cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của Phạm Đình Hải. Nhưng đến thời điểm này thì thủ môn của U7 Hà Nội vẫn đang chơi tập trung và chơi tốt. Trong những phút đã qua thì ngoại trừ một tình huống phán đoán điểm rơi không tốt của Phạm Đình Hải thì nhìn chung màn trình diễn của thủ môn đến từ Hà Nội là rất ổn cho trận đấu ngày hôm nay. Panathon sau khi vào sân với thể hình lý tưởng đang tạo ra khá nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự của U7 Việt Nam. Phan Văn Thành và Phùng Văn Nam đang có những sự mất liên lạc trong việc phòng ngự bên phía hành lang cánh phải. Chris Takhan, kỹ thuật của Chris Takhan là rất tốt. Tình huống phòng ngự hay của Lê Phát.
Ristakhan, Pacharapun, Canaris. Đường pha bóng là của Phùng Văn Nam. Đây là một thời điểm rất nhạy cảm và quan trọng đối với kết quả của trận đấu này. Thái Lan đang làm tất cả để tìm kiếm bàn thắng rút ngắn tỷ số và mang lại hy vọng cho họ. Nếu như Thái Lan có được bàn thắng ở thời điểm này của trận đấu thì tinh thần của họ sẽ lên rất cao. Surachai, pha xử lý không tốt của cầu thủ Ma số 3 bên phía U7 Thái Lan. Và sóng gió đã tạm thời qua đi trước khung thành của Phạm Đình Hải. Bao giờ cũng thế, những thời điểm chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Cú đá rất kỹ thuật của Kristakhan, rất cơ bản, nhưng hướng của tình huống dứt điểm thì lại đưa vào đúng vị trí mà Phạm Đình Hải đã chọn. Rất nhiều những tiền đạo sẽ chọn phương án dứt điểm về phía góc xa, một cú biết lòng với độ xoáy cao hơn, hoặc là một cú dứt điểm bù chính diện để ép trái bóng về phía góc xa. Đó mới là cách tốt nhất để có thể mang lại bàn thắng. Tình huống phạm lỗi khá thô của Serapong. Đây, Đình Long Vũ đang có được một trận đấu tốt, một bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 và sự hoạt động hiệu quả, năng nổ bên phía hành lang cánh phải. Hợp đá phạt nhanh của Công Phương và Long Vũ chưa thành công. Như thường lệ, người đứng ra sát đường biên để nhắc nhở, thúc giục các học trò đó là Viên Quang Hải. Nguy hiểm, muốn cắt mặt bật cao và đánh đầu lái bóng kỹ thuật của Lê Đình Long Vũ. Rất tiếc là đánh đầu lại đưa trái bóng đi trên cột dọc. Phan Văn Thành, pha bóng không tốt của Đình Hải, rất may là bóng lại đến được vị trí của Quốc Trung. Hôm nay Quốc Trung đang là một trong những vị trí thi đấu mờ nhạt nhất trên sân của U7 Việt Nam. Với Công Phương thì Quốc Trung đang có một sự lệch khá lớn. Tiền vệ trung tâm của Sông Lam Nghệ An đã có trận đấu thứ hai ở giải đấu năm nay. Để cắt bóng là hữu trọng. Tình huống cứu bóng của Đức Thiện, đó là một tình huống vào bóng có lỗi của tiền đạo màu số 18 bên phía U7 Việt Nam. Sau rất nhiều những nỗ lực, rất nhiều những cố gắng thì cuối cùng Đức Thiện cũng đã có được bàn thắng ở mùa giải năm nay. Trong giải đấu U16 Đông Nam Á thì Đức Thiện là cái tên thường xuyên ghi bàn. Nguy hiểm, không vào. Rất may mắn cho hàng phòng ngự cũng như là thủ môn Phạm Đình Hải. Và Thái Lan đang khai thác rất tốt vào vị trí phòng ngự của Phan Văn Thành và Phùng Văn Nam. Liên tục là những sự nguy hiểm đến từ những tình huống tấn công bên phía nách trái của U7 Thái Lan. Vừa rồi là một cơ hội vô cùng rõ rệt của U17 Thái. Đường truyền là của Pacharapong và người đã băng lên là Jerapong. Cú đánh đầu của Jerapong cố gắng đưa trái bóng về phía góc xa. Rất may cho U7 Việt Nam là cú đánh đầu của số 4 bên phía U7 Thái Lan lại đưa trái bóng đi trên cột dọc.
U17 Việt Nam đang đánh mất thế trận. Họ tạo ra quá nhiều không gian và thời gian cho các cầu thủ Thái Lan chơi bóng. Các cầu thủ trẻ của Thái Lan luôn là những người được đào tạo một cách cơ bản. Một pha vào bóng khá thô của Phan Văn Thành. Văn Thành nên nhớ là em đã nhận một thẻ vàng rồi. Và có lẽ là ban huấn luyện của U17 cũng sẽ phải tính đến phương án thay người. Quả bóng này nếu như gặp một trọng tài nghiêm khắc thì hoàn toàn có thể xứng đáng nhận thẻ vàng thứ hai và phải rời sân. Như vậy những người rời sân là Quốc Trung và Lê Phát. Cầu thủ vào sân là Lê Ngọc Hưng và Bùi Hoàng Sơn. Bùi Hoàng Sơn đã ghi bàn trong cả hai trận đấu trước đó của U17 Việt Nam. Và bây giờ anh sẽ có cơ hội trong trận đấu thứ 3. Người vào sân để thay cho Quốc Trung là tiền vệ trung tâm Lê Ngọc Hưng, người cũng đã thi đấu khá ổn trong chiến thắng 5-0 của U17 Việt Nam trước U17 Nepal. Vi Đình Thượng, Phùng Văn Nam, Lê Đình Long Vũ, người Thái Lan thoát pressing khá nhịp nhàng. Nhưng đường chuyền cuối của họ thì cũng không tốt. Hữu Trọng, rất nguy hiểm. Phong Bách muốn lùi về phòng ngự quá hay của Trung Nguyên. Hôm nay là một trong những trận đấu mà Trung Nguyên đã chơi hay nhất trong những trận đấu đã qua. Trung vệ lệch trái của U17 Việt Nam, cầu thủ đến từ U17 SHB Đà Nẵng, đã có một trận đấu có thể nói là rất tròn trịa và xuất sắc. Những trận đấu trước thì đôi khi Trung Nguyên có những sự lập bập và có những tình huống phòng ngự chưa tốt. Nhưng hôm nay thì Trung Nguyên đang chơi rất chững chạc và an toàn bên phía hành lang cánh trái, ngược lại hành lang cánh phải với sự có mặt của Phan Văn Thành và Phùng Văn Nam mới đang là nỗi lo của ban huấn luyện U17 Việt Nam. Phong Vách, Cherapong, người cắt bóng là Vi Đình Thượng. Và xử lý rất hay của Lê Ngọc Hưng. Đức Thiện, Đức Thiện đã dạt sang bên phía cánh trái. Một tình huống mà Đức Thiện đã cố gắng đột phá qua đối phương nhưng không thành công. Đức Thiện đã bị chuột rút. Đức Thiện gần như cũng không nghỉ phút nào trong những trận đấu đã qua của U17 Việt Nam. Phòng ngự không hiểu ý của Ngọc Hưng và Công Phương. Lê Đình Long Vũ, Bùi Hoàng Sơn, Long Vũ. Rất tiếc là tình huống phối hợp của Long Vũ và Hoàng Sơn lại lỡ nhịp. Và bây giờ sẽ là cơ hội dành cho U17 Thái Lan. Panathon, Panathon giữ bóng rất tốt. Đường chuyền cho Phong Phách. Thời gian của trận đấu vẫn còn khá nhiều. Và nếu như U17 Việt Nam để cho đối thủ ghi bàn thì tinh thần của đối thủ sẽ dâng cao và các cầu thủ của chúng ta sẽ rơi vào trạng thái lúng túng. Cho dù khoảng cách là 3 bàn nhưng trong bóng đá thì chưa thể nói trước được điều gì. Surachai, Phong Bách. Kỹ năng dứt điểm của các cầu thủ U17 Thái Lan thực sự là khá tệ. Họ đã có khá nhiều cơ hội nhưng đã không thể ghi bàn. Đường treo bóng là của Surachai, tình huống treo bóng rất hay. Lần này thì Trung Nguyên
đã có được pha theo người không tốt, tình huống mà Trung Nguyên hoàn toàn bị hút bóng và đã không quan sát được đối thủ. Tình huống tranh chấp rất mạnh giữa Công Phương và Siwat. Người phạm lỗi là Siwat. Công Phương cũng đang tỏ ra rất đau. Đây là một quãng thời gian cần thiết để các cầu thủ U17 Việt Nam ổn định lại đội hình và nhịp độ chơi bóng trong những phút tiếp theo. Nhược điểm của các cầu thủ trẻ đó là khả năng kiểm soát hành động cá nhân và kiểm soát trận đấu. Như vậy là Phan Thành Đức Thiện đã bị chuột rút và không thể tiếp tục thi đấu. Người vào sân sẽ là tiền vệ mặc áo số 14 Huỳnh Văn Danh. Văn Danh cũng là một trong những siêu dự bị của U17 Việt Nam, người thường xuyên vào sân ở hiệp 2. Và trong những trận đấu đã qua thì Văn Danh cũng đã thi đấu tốt, cũng có những dấu ấn nhất định trong đội hình của huấn luyện viên Quốc Tuấn. Đặc biệt là trong trận đấu với Nepal thì chính Văn Danh là người đã có bàn thắng ấn định tỷ số 5-0 bằng một cú đá vuốt bóng bằng chân trái rất đẹp mắt. Còn đây là siêu phẩm của Đức Thiện, một cú đá mang dáng dấp của Tiến Linh, cú xoay sở và dứt điểm rất nhanh. Cú đá sút bù ấn tượng của Đức Thiện. Tiền đạo đến từ U17 FB nặng rời sân và một tiền đạo khác từ câu lạc bộ này được đưa vào sân để thay thế, đó là Văn Danh. Ở đợt tập trung lần này thì U17 FB nặng đã đóng góp 3 cầu thủ, đó là Trung Nguyên, Đức Thiện và Văn Danh. Nỗ lực của Phùng Văn Nam đã không thể theo được đường truyền vừa rồi của đồng đội. Surachai. Tana Chris. Chanason. Lê Ngọc Hưng. Hưng có tình huống tranh chấp rất quyết liệt với Pacharapon. Lê Ngọc Hưng là tiền vệ trụ của U17 PVF. Người PVF đã lên ngôi vô địch rất xứng đáng ở giải đấu U17 vô địch quốc gia năm nay. Họ đã chinh phục hầu hết tất cả những đối thủ khó khăn nhất để lên ngôi vô địch một cách rất xứng đáng. Đang dẫn trước 3-0, khuôn mặt của ban luyện bên phía U17 Việt Nam cũng chưa cho thấy được sự hài lòng, vẫn có những sự lo lắng nhất định. Công Phương, trước khi nhận bóng, Công Phước đã có những tình huống quan sát rất kỹ. Một pha phối hợp hay giữa Công Phương và Lê Ngọc Hưng. Đường truyền xuyên khe của Công Phương đã không thành công khi mà trung vệ Jerapong đã có được một pha bóng chọn vị trí và cắt bóng tốt. Vương Sơn
Sau khi vào sân thì Hoàng Sơn đã chơi ở vị trí tiền đạo cao nhất, và lúc này hỗ trợ cho Hoàng Sơn là Văn Danh bên phía cánh trái và Lê Đình Long Vũ bên phía cánh phải. Panathon đúng cất bóng là của Phùng Văn Nam, rất tốc độ. Phùng Văn Nam rất hay, Lê Đình Long Vũ vẫn chưa phải là một đường truyền đến được với các vị trí của các đồng đội áo đỏ. Một cầu thủ phòng ngự bên phía đội bóng hoa xanh vẫn là người đã cắt được đường truyền vừa rồi của Long Vũ. Trước đó là một tình huống thoát đi rất hay của cầu thủ màu số 16 bên phía U17 Việt Nam. Bên trong vừa rồi đã có Bùi Hoàng Sơn và có cả Văn Danh. Rất tiếc là bóng lại tìm đến một cầu thủ phòng ngự bên phía đội bóng hoa xanh. Tanak Chris, Trung Nguyên. Mà Trung Nguyên nhanh nhẹn và chơi bóng rất tập trung. Vừa rồi thì lại là một đường chuyền lỗi. Các bạn thân mến, các bạn đang được theo dõi trận đấu giữa U7 Việt Nam và U7 Thái Lan. Trận đấu được đánh giá là trận đấu chung kết của vòng bảng bảng F, một trong 10 bảng đấu của vòng loại U7 châu Á. Lê Đình Long Vũ, bên trong là Bùi Hoàng Sơn. Quả tạt thứ 3 của Long Vũ vẫn không được, vẫn chưa phải là một quả tạt tốt của Lê Đình Long Vũ. Rất tiếc cho những nỗ lực của cầu thủ này, rất quyết tâm, rất tốc độ trong những tình huống băng cắt và đột nhập sâu vào khu vực cấm địa của đối phương. Nhưng những đường truyền cuối cùng, những tình huống căng ngang của Long Vũ thì lại chưa có được độ chính xác cần thiết. Hữu Trọng, Lê Đình Long Vũ, cầu thủ bị đau và Long Vũ đã chủ động, đã treo bóng ra ngoài. Như vậy là tiền đạo của U7 Thái Lan đã bị chuột rút và Long Vũ đã quyết định đá chéo bóng ra ngoài. Chúng ta cùng xem lại pha phối hợp rất hay giữa Phùng Văn Nam và Lê Đình Long Vũ. Rất tiếc là Long Vũ đã không thể đưa được chéo bóng đến vị trí của Bùi Hoàng Sơn và Văn Danh. Trong pha bóng vừa rồi thì các tiền đạo của U7 Việt Nam cũng chưa có được những tình huống di chuyển thực sự rõ ràng và tạo ra được những góc lợi thế để Long Vũ có thể chuyền bóng. Tình huống chào bóng của Siwas và tình huống chào bóng sâu ở đáy biên để U7 Thái Lan đẩy cao và pressing. Tiếp tục là một sự thay đổi người bên phía đội khách số 11. Cầu thủ mang áo số 11 là tiền đạo Không Nát được đưa vào sân. Như vậy là cầu thủ chơi hay nhất, ấn tượng nhất trên tấn công của U7 Thái Lan, Chris Takhan, đã bị chuột rút và không thể tiếp tục thi đấu. Người vào sân thay cho anh là cầu thủ tiền đạo mang số 11 Công Nát, Chu La Chai.
bóng ra chính xác của Đình Hải. Hữu Trọng. Pha bóng của Tisanu. Vẫn là Hữu Trọng chọn vị trí và pha bóng bước một tốt. Đúng khống chế bóng rất hay của Lê Ngọc Hưng. Ladies and gentlemen, the official attendance for today's match is 8,669. Thank you for attending. Bắt đầu xuất hiện những sai sót đến từ vị trí của Trung Nguyên. Thưa quý vị, khán giả, thời gian chung trận đấu ngày hôm nay là 8,668. Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn sự cổ vũ nhiệt tình của các quý vị khán giả. Như vậy là ngày hôm nay cũng đã có hơn 8,000 khán giả trực tiếp đến sân Đồng Việt Trì để cổ vũ cho đội Việt Nam. Các cầu thủ của Việt Nam đã triển khai tấn công nhanh và liên tiếp ghi được những bàn thắng trong những phút của hiệp 1. Nhưng ở hiệp 2 thì họ đã không còn thể hiện được sự sắc sảo và khả năng tấn công nhanh, linh hoạt như trong hiệp đấu đầu tiên. Nhiều khả năng Vi Đình Thượng sẽ không thể tiếp tục thi đấu và người chuẩn bị vào sân là Hoàng Minh Hợi. Một sự thay đổi người khá giống với trận đấu trước đó gặp U17 Nepal. Phùng Văn Nam. Với việc các cầu thủ sẽ thi đấu với mật độ 2 ngày một trận, rõ ràng đó là một thử thách rất lớn dành cho các cầu thủ trẻ khi mà nền tảng thể lực của họ chưa có được sự tích lũy tốt như những cầu thủ trưởng thành. Trong cả chặng đường đã qua của U17 Việt Nam tại vòng loại U17 năm nay, thầy trò Viên Quốc Tuấn chưa để lọt lưới. Lúc này thì họ vẫn đang giữ được thành tích này, nhưng trận đấu vẫn còn. Thủ hướng phòng ngự tốt của Phan Văn Thành, đó mới là điều người ta cần từ Phan Văn Thành, đúng một tình huống phòng ngự chính xác. Một trong những nguyên tắc cơ bản của phòng ngự cá nhân đó là trì hoãn, đó là kiên trì chờ đợi cơ hội và pha bóng. Hoàng Minh Hợi vào sân để thay cho Vi Đình Thượng. Trận đấu trước sau khi vào sân thì Minh Hợi cũng đã có những quả tạt chân trái khá ấn tượng. Tuyến hai, dứt điểm rất căng. Không vào, vẫn không vào. Tình huống cứu thua quá hay của thủ môn Phạm Đình Hải. Và phản xạ tuyệt vời của Đình Hải, nỗ lực vướn hết tầm người để khẽ chạm vào trái bóng, để trái bóng lăn vào cột dọc và bật ra. Ngay sau đó Phạm Đình Hải cũng tiếp tục có được một hành động cực kỳ dũng cảm, lao vào bắt bóng ngay trước mũi giày của hai cầu thủ tấn công bên phía đội bóng áo xanh. Người đã thực hiện cú đá vừa rồi là đội trưởng Pacharapon. Đó là một lỗi việt vị rõ ràng của hai chân sút bên phía U17 Thái Lan. Nhưng trong pha bóng vừa rồi, góc quay vừa rồi cũng đã cho thấy được tài năng của Phạm Đình Hải. Bóng đã khẽ chạm chân một cầu thủ phòng ngự bên phía đội tuyển U17 Việt Nam và đổi hướng. Nhưng Đình Hải vẫn kịp dướn người và cứu thua bằng những đầu ngón tay. Pha xử lý xuất sắc của thủ môn đến từ U17 Hà Nội. U17 Hà Nội năm nay dưới sự dẫn dắt của huấn viên Phạm Minh Đức đã có được thành tích là giành được huy chương đồng tại giải U17 quốc gia. Đang có những sự động viên, những tiếng hô đến từ các khán đài để cổ vũ cho Đình Hải. Rất xứng đáng với những gì mà thủ môn trẻ của U17 Việt Nam thể hiện trong trận đấu ngày hôm nay. Chúng ta hãy cùng xem lại một lần nữa cú đá cực đẹp của Công Phương. Một bàn thắng mà chúng ta có thể xem đi xem lại nhiều lần không biết chán.
cao thủ người Việt Nam trong hiệp 2 đã chủ động chơi chậm để bảo toàn tỷ số. Công Phương và tạt bằng chân trái. Lê Ngọc Hưng kiểm soát khoảng không khá tốt. Trung Nguyên, Hoàng Minh Hợi, Đình Hải. Trận đấu chỉ còn khoảng hơn 10 phút nữa thôi. Và đội tuyển U17 Việt Nam đang còn cách chiếc vé chính thức dự vòng chung kết U17 châu Á có khoảng hơn 10 phút nữa. Khoảng cách lúc này vẫn đang là 3 bàn, một khoảng cách có thể nói là khá an toàn với các cầu thủ trẻ của chúng ta. Nhưng U17 Việt Nam cũng không được phép chủ quan. Những phút vừa qua thì U17 Thái Lan cũng đã thi đấu rất quyết tâm. Họ vẫn kiên trì tìm kiếm những bàn thắng đầu tiên. Lê Đình Long Vũ che chắn rất khôn ngoan. Đây là một trận đấu mà Long Vũ đã lấy lại được phong độ đỉnh cao của mình, như gì mà em đã từng thể hiện tại giải đấu U16 Đông Nam Á. Kỹ thuật nhanh nhẹn. Phùng Văn Nam sẽ có quả phạt góc dành cho đội bóng áo đỏ. Không phải, đó là một tình huống phát bóng lên của U17 Thái Lan. Tishanu. Nếu như để thất bại trước đội tuyển U17 Việt Nam với tỷ số 0-3 thì đó sẽ là một trong những sự khó khăn của U17 Thái Lan. Lúc đó họ sẽ chỉ còn có 3 điểm thôi, bởi vì sẽ bị trừ 3 điểm có được trong trận đấu với Nepal. Với việc để thua 3 bàn trước đội tuyển Việt Nam thì hiệu số của Thái Lan cũng không thực sự tốt. Tiếp tục là một quả phạt góc khác dành cho U17 Việt Nam. Chúng ta vẫn đang tạo ra sức ép đủ tốt để đảm bảo một thế trận thuận lợi. Lê Đình Long Vũ cùng Văn Nam. Đột phá không thành công của Văn Nam. Surachai rất khỏe và cực kỳ tốc độ. Tôn Ta Wan. Lại một tình huống di chuyển không hợp lý nữa của Công Nát. Sau khi mất bóng thì Phùng Văn Nam cũng đã lùi về rất nhanh để hỗ trợ phòng ngự. Nền tảng thể lực của số 12 bên phía U17 Việt Nam khá tốt. Tinh thần trách nhiệm cũng rất đáng khen. Lỗi thuộc về tiền đạo mang áo số 18 Panathon. Panathon đã có một tình huống vào bóng có phần ác ý với những tình huống băng lên của Phan Văn Thành. Tình huống lên gối rất nguy hiểm của Panathon. Thẻ vàng là còn nhẹ đối với pha vào bóng vừa rồi của cầu thủ mang áo số 18 bên phía U17 Thái Lan. Phan Văn Thành đang tỏ ra khá đau với tình huống lên gối vừa rồi của Panathon. Yeah.
bạn thân mến, ngoài trận đấu rất đáng chú ý giữa U7 Việt Nam và U7 Thái Lan thì buổi tối ngày hôm nay cũng đã có rất nhiều những trận đấu hấp dẫn của V-League được tường thuật trực tiếp trên các kênh sóng của VTV Cup. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã không thể có được chiến thắng trước Sông Lam Nghệ An, cho dù đội chủ sân Hà Tĩnh. Chúng ta đang thấy được Phan Văn Thành đang rất đau sau tình huống vào bóng ác ý của số 18 bên phía U7 Thái Lan. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này một lần nữa. Đầu gối của Panathon đã được co lên và thúc rất mạnh vào hông hoặc đùi non của Phan Văn Thành. Công Phương, Công Phương xứng đáng là một trong những cầu thủ thi đấu hay nhất của U7 Việt Nam trong trận đấu này. Và lúc này thì Công Phương cũng đang có dấu hiệu bị chuột rút khi đã kéo cả hai tất xuống rất thấp. Một trong những đặc điểm của các cầu thủ khi họ thi đấu trên sân, có dấu hiệu chấm của việc bị chuột rút sẽ là kéo tất xuống thấp để đỡ bó bắp chân. Vừa rồi thì Công Phương còn vứt cả bộ đôi bị đóng tuyển ra ngoài. Và nếu như hành vi này bị trọng tài chính phát hiện thì rất có thể sẽ có thẻ vàng dành cho đội trưởng của U7 Việt Nam. Lê Ngọc Hưng, pha xử lý rất tự tin của Lê Ngọc Hưng, phát pressing rất hay. Cắt bóng tốt của Trung Nguyên, Hoàng Minh Hợi. Trận đấu chỉ còn khoảng gần 3 phút cho thời gian thi đấu chính thức. Và có lẽ là cũng sẽ không có nhiều thời gian trong quãng thời gian bù giờ. Chiến thắng đã rất gần với U7 Việt Nam rồi. Nhưng chúng ta vẫn cần phải tập trung và chơi quyết tâm hơn trong những phút cuối trận. U7 Việt Nam đang giữ được thành tích trắng lưới trong những trận đấu đã qua, với những chiến thắng tưng bừng 4-0 trước Đài Bắc Trung Hoa, 5-0 trước Nepal, và bây giờ thì đang dẫn trước Đài Kinh Địch Thái Lan với tỷ số 3-0. Sức ép của Bùi Hoàng Sơn khiến cho trung vệ Jerapong đã phải phá bóng an toàn và sẽ có quả ném biên dành cho U17 của chúng ta. Chúng ta đang dẫn trước đối thủ với tỷ số 3-0. Nhưng rõ ràng hiệp 2 không phải là một hiệp đấu mà huấn luyện viên Quốc Tấn có thể thực sự hài lòng. Bùi Hoàng Sơn, tình huống cứu bóng hay của Hoàng Sơn. Không được. Rất tiếc là đường trả ngược của Bùi Hoàng Sơn không cho ai cả, và nó lại là một màn khởi đầu cho một tình huống phản công của U7 Thái Lan. Rất may là đội bóng áo xanh cũng đã không thể tận dụng cơ hội vừa rồi. Hoàng Sơn đã quan sát rất kỹ, rất bình tĩnh thực hiện một đường truyền trả ngược. Nhưng rất tiếc là đã không có tiền đạo áo đỏ nào đón nhận được đường truyền của Bùi Hoàng Sơn. Phùng Văn Nam, Hoàng Sơn, Lê Đình Long Vũ. Hướng pha bóng của Jerapong, những sự thay đổi người tiếp theo bên phía cầu thủ U7 Thái Lan. Những cầu thủ phòng ngự được rút ra, Surachai và Jerapong. Cầu thủ mà số 15 Natchanon cùng với cầu thủ mà số 22 Santapon, hai trung vệ được rút ra và hai tiền vệ được đưa vào sân. Có lẽ là Thái Lan cũng đang nghĩ đến việc cố gắng tìm kiếm những bàn thắng để có thể cải thiện được hiệu số. Hiệp 2 sẽ có 3 phút bù giờ. Rất hay, không việt vị, Lê Đình Long Vũ.
hơi chậm một chút. Quả phạt góc dành cho U7 Việt Nam. Gần như là chắc chắn U7 Việt Nam sẽ góp mặt ở vòng chung kết U17 châu Á diễn ra vào năm 2023. Một thành tích ấn tượng của các cầu thủ trẻ lứa tuổi U17, thực chất là U16 Việt Nam, với những gì mà họ đã trình diễn ngày hôm nay. Một chiến thắng thuyết phục trước đại kình địch Thái Lan. Công Vương. U17 Việt Nam đã thể hiện được sự tiến bộ rõ rệt so với giải đấu U16 Đông Nam Á. Các cầu thủ cũng đã được bổ sung, đội hình đã được hoàn thiện, và cùng với đó những lối chơi cũng đã có được sự gắn kết và những pha phối hợp đẹp mắt. 12 bàn thắng của đội tuyển Việt Nam cho đến lúc này, đó đều là những pha phối hợp, những tình huống dàn xếp và ghi bàn đẹp mắt. Ít những bàn thắng đến từ yếu tố may mắn. Tất nhiên cũng phải nói thêm rằng U17 Việt Nam đã rơi vào một bảng đấu tương đối thuận lợi với những đối thủ không được đánh giá cao. Đối thủ lớn nhất của U17 Việt Nam là U17 Thái Lan. Thì mùa giải năm nay họ cũng đã không thể hiện được một phong độ thực sự tốt. Văn Danh. Nhưng trận đấu trước Văn Danh vào sân và thi đấu ở hành lang cánh phải, thi đấu rất hay. Nhưng ngày hôm nay khi được đưa vào sân và thi đấu ở cánh trái thì Văn Danh đang thi đấu hơi nhạt. Trung Nguyên. Đường chuyền khá mạo hiểm nhưng rất hợp lý. Bùi Hoàng Sơn. Lê Ngọc Hưng và Hoàng Minh Hợi. Văn Danh. Sẽ lại có thêm quả phạt góc nữa dành cho các cầu thủ Việt Nam. Và rất có thể đây sẽ là tình huống cuối cùng của trận đấu này. Phút bù giờ thứ 3 rồi và U17 Việt Nam vẫn đang dẫn trước U17 Thái Lan với tỷ số 3-0. Với những bàn thắng của Công Vương, Lê Đình Long Vũ và Đức Thiện. Công Phương rất thoáng. Phương Văn Nam quá người. Nỗ lực phòng ngự là cầu thủ của cầu thủ mới vào sân, tiền vệ mang áo số 22 Satapon. Và như vậy cuối cùng thì trọng tài Mohamed cũng đã nổi còi kết thúc cuộc đối đầu giữa U17 Việt Nam và U17 Thái Lan. Đội tuyển trẻ của chúng ta đã xuất sắc vượt qua đối thủ nặng ký U17 Thái Lan với tỷ số 3-0 và hiên ngang bước vào vòng chung kết U17 châu Á.